Các bạn, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn, chỉ cho các bạn cách mà các bạn có thể quay lại cái phần mình thuyết trình ngay thẳng trong file PowerPoint. Vì khi chúng ta làm nhóm, có thể có trường hợp sẽ có một bạn vắng mặt và không thuyết trình được, thì những bạn khác có lúc thì sẽ rất là lúng túng vì không biết cái phần của bạn kia như thế nào. Vậy thì nếu như trong trường hợp vắng mặt, các bạn có thể ghi âm trước phần trình bày của mình rồi đến phần của mình thì những người trong nhóm chỉ cần mở lên mà thôi. Để ghi âm, các bạn sẽ chọn cái thẻ slideshow rồi các bạn vô record slideshow giống như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn start recording from beginning nếu các bạn muốn thu âm từ đầu. Còn nếu như phần của mình là ở cái slide số 5 đi thì mình sẽ mở lên ngay, mình chọn ngay slide số 5. Xong rồi mình start recording from current slide. Bây giờ cô sẽ làm thử ngay từ slide số 5. Rồi khi mở slide lên thì các bạn sẽ trình bày phần bình thường. Okay, now let me talk about the course overview. First of all, we will observe the child-centered approaches. We will see what the approaches are, and then we will see some activities that can be used for a child or children lessons. And finally, lesson planning for children. Ví dụ vậy ha. Sau đó các bạn cứ chỉnh qua slide tiếp theo và mình sẽ nói bình thường. Rồi bây giờ thì đến cái phần learning outcomes. Sau khi học xong thì chúng ta sẽ có những gì? Giả sử như trong lúc các bạn nói sai thì các bạn chỉ cần bấm escape rồi thoát ra ngoài. Thì khi đó nó sẽ ngừng thu. Các bạn muốn thu lại thì các bạn chỉ cần xóa. Là sau khi thu xong thì các bạn thấy cái loa ở đây là phần thu âm mình đã được để vô như vậy rồi. Và khi mình thu âm như vậy thì các bạn thấy trong cái phần animation nó sẽ tự động chỉnh cho mình là cái phần audio đó nó sẽ bắt đầu mình có thể chỉnh là with previous cũng được. Thì ngay khi vừa mở lên thì nó sẽ nói liền. Khi đó thì mình sẽ chỉnh cái chế độ animation là play, bấm vô đây play. Rồi. Và nhớ là khi mình thu như vậy thì nó sẽ canh sẵn cái timing cho mình. Thí dụ như cái slide hồi nãy cô nói là trong 23 giây thì nó sẽ tự động chuyển từ slide này sang slide kia. Khi mà cái dấu tích đang nằm ở đây, có nghĩa nó sẽ tự động chuyển slide. Còn nếu không có dấu tích thì mình sẽ tự bấm chuột. Thì hết slide này nó sẽ qua slide sau. Đó là như vậy. Nếu như mà em có lỡ nói vắt thì em sẽ bắt đầu ngay từ cái slide đó, em nói lại bình thường. Còn nếu hoặc là nếu mà mình hôm đó mình chỉ thu nhiêu đó thôi, rồi hôm sau mình thu tiếp hoặc là lát nữa mình thu tiếp thì mình cũng chỉ cần bấm ngừng rồi ra mình bấm save. Tới chừng hôm sau mình mở lên mình lại thu ngay từ cái chỗ đó. Nếu như em muốn xóa thì vô slideshow tiếp tục, em sẽ chọn clear. Clear, em có thể chọn clear timing là canh giờ cho mỗi slide, hoặc là clear cái narration, em có thể chọn là xóa hết những cái phần vừa thu âm, hoặc là xóa trên cái slide hiện tại, cho nên cái slide hiện tại không có ưng ý. Nếu như mà để ở đây thấy xấu thì có thể dời nó ra ngoài này. Dời nó ra để ngoài này, cho nó nhỏ lại tí xíu. Rồi em để chỉnh ra ngoài này thì khi chiếu lên thì không có bị cái hình cái loa ở đó. Và khi mở lên nó tự động phát ra cái tiếng luôn. Trình bày phần bình thường. Ok, now let me talk about the course overview. First of all, we will... Đây là cô phát ra luôn. Rồi, cũng với nguyên tắc tương tự là nếu em muốn lồng nhạc đó, thì em sẽ để cái đoạn nhạc. Ví dụ như đây là cái đoạn nhạc cụ thể nè. Thì khi mở lên... Slide mở lên thì nó sẽ tự động phát nhạc. Ví dụ như with previous là nó sẽ tự động phát nhạc. Okay. Kéo nó ra ngoài này cho nó đẹp. Còn một cái không biết các bạn biết chưa là các bạn có thể chỉnh cái thời gian cho hiệu ứng. Ví dụ như em sẽ canh timing. Cái này là cô chọn hết tất cả. Ví dụ như 0,5 giây cô thấy vẫn còn... chậm quá, cô muốn nó nhanh hơn, cô cho 0,25 giây thì các animation nó sẽ chạy ra rất là nhanh. Tự mở nhạc, tự phát nhạc lên luôn.
xong rồi chút. Bạn có thấy nãy cái tên của cô nó chạy ra lần lượt đó chứ, từng chữ cái là do mình chỉnh ở đây nè. Mình vô chỉnh effect option thì anime text cô chỉnh là by muốn cho nó chậm lại một chút, cho 10% timing cho nó chậm chút xíu. Ví dụ nó không cho letter thì cho là by word, chữ bùi rồi đến chữ hình rồi đến chữ thủy đến chữ thương, còn nếu không thì by letter là từng chữ cái. Rồi 5% là chuẩn rồi, mình thử nha. À, ví dụ là như vậy. Sau khi xong thì có hai cách. Một á, mình lưu lại, rồi các bạn cứ lưu, rồi các bạn gửi cái file đó cho người nhóm trưởng hoặc là gửi nộp cho cô nếu như ngày hôm đó các bạn không có đi thuyết trình được. Còn cách thứ hai nữa, các bạn có thể xuất nó thành file audio, ở đây là thì nó sẽ tự convert. À, tìm chỗ để mà lưu syllabus thì khi đó nó sẽ xuất ra thành một đoạn phim. Đó là một cách mà các bạn có thể xài trong trường hợp các bạn không xài cái chương trình quay phần mềm. Ví dụ như cô thì cô đang nãy giờ cô đang nói đó, thì cô dùng cái phần mềm là Camtasia, nó đang thu, nó đang thu như vậy. Rồi tới chừng xong thì cô sẽ bấm stop ở đây, rồi sẽ xuất hiện ra một cái media có sẵn, rồi cô sẽ edit nó tương tự. Rồi bây giờ cô sẽ ngừng ở đây, xong rồi cô sẽ xuất cái file này ra cho các bạn thành một cái audio hướng dẫn, một cái video để hướng dẫn cho các bạn.